Rồi nhìn ấy, như kiểu đấy nhỉ, nhìn như kiểu dân chơi quét quà đầu cua là rất sạch điệu ấy nhỉ. Đang tóc đẹp nhìn hiền từ nhỉ. Nhìn như giang hồ rồi đấy. Ừ. Chết cái mái đấy. Nhìn mấy cái mặt nó tròn hẳn đấy đấy. Cần đều cho nó phúc cho nó đều đi. Bây giờ nó công nghệ lược đều hết, đâu phải tầm kéo tỉa tỉa trước như cá rô đớp luôn. Kéo thì phải lấy cái lược. Cái lược thì nó phải đều. Chắc là trên cái lược. Bên dưới thì cho cái lược ngắn tí này rồi. Cứ cho hết một răng lượt đều đi đã. Đấy anh đều một răng đi đã. Cắt lần này mà số lần sau mẹ không cho bố cắt đâu. Số mẹ là nữa. Mẹ bảo mọi hiền xuống chở đi, không là cho đi xuống Bắc Quang với Bắc Khôi ngay. Đó cho nó đứng cổ lên đây. Đứng đây đứng đây. Đây mình đồ của con gái, mình chỉ để cắt tóc thôi. Đứng xa xa ra. À, góc này nữa này, sơ bớt đi đã rồi tí lần nặng. Ừ, nhiều thế nhỉ. Nhé này cũng là nhiều. Ừ, chưa. Phành vào tay nó đẹp ngay đâu. Chứ này lấy cái kéo thủ công màu xanh kìa. Bấm tơ cái bàn tay. Bấm bàn tay đi. Ơ ơi này này này. Nhìn không giống ơ rô nữa rồi. Rồi. Nhìn giống như phần điệu quá đi. Trên này nó đều ở trên này nữa. Chất đều hôm nay còn gì nữa. Thôi cứ một răng này nó đều hơn anh ạ. Không, nhưng cái dưới chân khúc đằng sau phải ngăn không, ngăn không. Cái gì đó. Dưới chân đằng sau bấm đâu rồi, bấm rồi. Bấm nhìn nó nham nhở. Không, ý là bấm người ta vào có lược thì không biết cái gì thôi, nó có lược răng rồi. Cái răng của nó chứ đâu phải là... Không, mấy cái đằng sau ngắn như này là cũng được rồi. Nó đâu không ngắn được như này. Ý là như này là được rồi, cứ theo một răng này là được rồi, cứ lấy một răng này thôi. Ý là chỉ gọi là bấm bấm sơ cái ở gáy cái tơ tơ lơ phơ thôi. Ở dưới gáy thôi, còn đâu cứ một lược này là ok rồi đấy. Chứ con bé đừng có trôi sát nữa. Bây giờ thì đó. Nắm nắm đi về cái tận này. Trên mái.